Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thông báo các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Các món ăn ngon mang đặc trưng của Hải Phòng luôn để lại ấn tượng sâu đậm đối với du khách gần xa mỗi dịp đến thăm thành phố cảng. Đó là những thông tin sẽ có trong chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay. Và Viên Nga rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong mục tin nóng trong ngày. Mở đầu chương trình 10 phút vào ngày hôm nay là một thông tin rất hữu ích dành cho người tham gia giao thông trong dịp nghỉ lễ. Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thông báo hệ thống số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp này. Đối với thông tin phản ánh về lĩnh vực giao thông đường bộ, người dân có thể phản ánh thông qua các số máy của Tổng cục Đường bộ Việt Nam gồm 0983608989, vụ vận tải, 0916608085, vụ an toàn giao thông, 0903479808, vụ kết cấu hạ tầng đường bộ, 0915908085, thanh tra, 0915869900, kiểm soát tải trọng xe, hoặc số máy của Bộ Giao thông Vận tải 0964045445, vụ vận tải, 0962665953, thanh tra bộ. Phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân có thể liên hệ theo các số máy của Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia 0989088719, 0981759328, 0941329634, 0936198387, hoặc số máy của Vụ An toàn Giao thông Bộ Giao thông Vận tải 0977497891. Phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, mời quý vị liên hệ Cục Cảnh sát Giao thông 069-234-2608. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí. Đây được xem như cơ chế để tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của người dân sau 10 năm ban hành chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên, việc hỗ trợ có thực sự mang lại hiệu quả như mong đợi? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu. Theo quy định mới của nhà nước thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo tỷ lệ mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể, bằng 30% đối với hộ nghèo, 25% đối với hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Trước đó, Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Thụy ghi nhận có 400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện. Nhưng từ khi quy định mới có hiệu lực đến nay, toàn huyện chưa có trường hợp tham gia mới. Về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, thời gian tham gia thì nó quá dài. Thế hiện tại người dân thì chưa thấy được cái quyền lợi được hưởng khi về hưu. Cái thứ hai là mức lương thì thấp, không được nhà nước hỗ trợ, bù bằng những mức lương cơ sở. Nếu như tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, thì bằng cái mức của hộ chuẩn nghèo thì đến khi về hưu thì mức lương là rất thấp. Nguyên nhân khiến bảo hiểm xã hội tự nguyện khó thu hút người tham gia là do mức đóng còn cao so với thu nhập của đa số người dân, trong khi mức thụ hưởng chưa tương xứng. Người lao động phải duy trì khoản đóng hàng tháng trong khoảng thời gian ít nhất 20 năm, rất khó để thực hiện khi có thu nhập luôn bấp bênh. Bên cạnh đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn chịu sự khác biệt về chế độ thụ hưởng giữa chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ được hưởng hai chế độ là hưu trí và tử tuất trên tổng số 5 chế độ của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, cần có sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ chế áp dụng bảo hiểm xã hội tự nguyện để chính sách này ngày càng đến gần hơn với lực lượng lao động phi chính thức và nhóm lao động yếu thế trong xã hội. Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng cần có cơ chế thông thoáng, thuận lợi trong hoạt động giao dịch, cung cấp và triển khai để người dân thấy được quyền lợi và chủ trương nhân văn trong việc thực thi chính sách bảo hiểm trong toàn xã hội. Tại Hải Phòng có một bộ sưu tập vô cùng độc đáo với rất nhiều những bức ảnh về thành phố Hoa Phượng Đỏ. Chủ nhân của gia tài quý giá ấy là nhà sưu tầm Phạm Tuệ. Dù đã ở tuổi thất thập, nhưng ông vẫn ngày ngày cặm cụi bên giá sách và máy tính để tìm hiểu, tra cứu và viết chú thích cho từng bức ảnh. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh của thành phố cảng xưa và nay qua bộ sưu tập độc đáo này. Tuy không sinh ra tại Hải Phòng, nhưng đã có nhiều năm sinh sống lập nghiệp nơi mảnh đất mặn mòi của biển. Nhà sưu tầm Phạm Tuệ luôn coi Hải Phòng là quê hương thứ hai.
ông đã thực hiện bộ sưu tập một cách âm thầm lặng lẽ, gần như không ai biết. Với mỗi tấm ảnh xưa, nhiều năm nay, ông đều cố gắng xác định vị trí bây giờ để chụp lại hình ảnh của từng góc phố, con đường, tòa nhà xưa và nay. Sau hơn 10 năm sưu tập, ông đã có đến 1.500 tấm ảnh về Hải Phòng. Đây là cây cầu bắc qua kênh đào Bonner xưa, đoạn phía sau vườn trẻ sân vận động cảng hiện nay. Còn đây là nhà máy điện Cửa Cấm, nhà máy điện đầu tiên của người Pháp xây dựng ở Đông Dương vào năm 1982. Tòa nhà của công ty điện chiếu sáng Hải Phòng xưa, nay là trụ sở Thành hội Phụ nữ. Tòa nhà này dù đã trên 100 năm, vẫn gần như không thay đổi và dễ dàng nhận ra đó là đại lý tàu biển, nay là hãng tàu Northwest. Nguyên thủy đây là tòa nhà của hãng vận tải biển 5 sao. Biểu tượng của hãng là lá cờ có 5 ngôi sao và trên các ống khói đều có 5 ngôi sao trên một vành sơn trắng. Bộ ảnh của nhà sưu tầm Phạm Tuệ được chia thành nhiều giai đoạn. Hải Phòng thời kỳ đầu thực dân Pháp đặt chân đến, Hải Phòng trong những ngày tiếp quản và Hải Phòng ngày nay. Điểm độc đáo trong những bức ảnh không chỉ là hình ảnh về một thời xa xưa của Hải Phòng, mà đây còn là bằng chứng về các dấu mốc lịch sử hàng trăm năm qua. Mỗi bức ảnh là một góc nhìn rộng của con người yêu mến Hải Phòng. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện chứa đựng những sự kiện trọng đại mang dấu ấn lịch sử vô cùng thiêng liêng đối với mỗi người con thành phố cảng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút vàng và sau đây chúng ta sẽ đến với phần tiêu dùng 24 giờ qua phần trình bày của biên tập viên Minh Phương. Vâng, xin cảm ơn chị Việt Nga. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu phần tiêu dùng 24 giờ hôm nay là một thông tin được đông đảo người dân quan tâm trong dịp nghỉ lễ. Đó là để phục vụ tốt các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội và nhu cầu sinh hoạt vui chơi giải trí trong dịp nghỉ lễ, ngành điện Hải Phòng sẽ bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn trong dịp này. Công ty Điện lực Hải Phòng chú trọng bảo đảm an toàn lưới điện và chất lượng điện cấp cho các địa điểm diễn ra hoạt động vui chơi giải trí và các khu vực dân sinh, phân công lịch trực lãnh đạo, điều hành và trực sự cố 24/24 giờ trong những ngày nghỉ lễ, bảo đảm luôn có lực lượng xử lý, khắc phục nếu có sự cố xảy ra, không thực hiện cắt điện trên diện rộng trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng. Làm thế nào để người nước ngoài đến Hải Phòng có thể hiểu về văn hóa con người thành phố cảng? Để nói tiếng Anh thành thạo và tự tin trước đám đông có khó hay không? Hải Phòng English Homestay sẽ là môi trường giúp các bạn trẻ thực hiện ước mơ hội nhập thế giới của mình. Thời gian gần đây, người nước ngoài đến Hải Phòng khá nhiều với nhiều mục đích khác nhau. Nhưng có lẽ cách tiếp cận giao lưu với các bạn sinh viên và người dân bản địa là cách nhanh nhất và tốt nhất để họ có thể hòa nhập văn hóa cuộc sống tại đây. Tôi mới đến homestay Hải Phòng 2 tuần, nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp. Mọi người ở đây coi nhau như một gia đình, rất cởi mở, hòa đồng. Bởi vậy, đây là môi trường tốt để dạy và học tiếng Anh. Tham gia homestay, các học viên được ở cùng nhà với người nước ngoài, ngôn ngữ sử dụng hoàn toàn là tiếng Anh. Chương trình học được xây dựng trên cơ sở thực tiễn đời sống. Qua đó, học viên không chỉ có được môi trường thuận lợi để thực hành tiếng Anh, mà còn có cơ hội tìm hiểu về đời sống, văn hóa, phong tục tập quán và con người của nhiều đất nước. Bên cạnh những giờ học tiếng Anh hàng ngày, các học viên cùng tham gia hoạt động ngoại khóa góp phần giới thiệu đến bạn bè quốc tế về phong tục tập quán của người Hải Phòng. Khi các bạn nước ngoài đến với homestay là các bạn sẽ được trao đổi nền văn hóa và được trải nghiệm, khám phá các nơi cảnh quan đẹp của Hải Phòng. Việc giao lưu với các bạn trẻ, mặc dù mô hình học tiếng Anh 24/24 giờ cùng với người nước ngoài còn khá mới mẻ tại Hải Phòng, nhưng bất kỳ ai đến với homestay cũng đều hòa đồng và rất thân thiện, đặc biệt là những người nước ngoài yêu mến Hải Phòng. Từ xưa đến nay, ẩm thực là một yếu tố gắn kết và bổ trợ cho hoạt động du lịch. Các món ăn ngon và mang đặc trưng vùng biển luôn tạo được sự chú ý đối với các du khách. Với tài năng và sự khéo léo, các đầu bếp Hải Phòng đã biến sản phẩm của tự nhiên thành những món ăn hấp dẫn, bổ dưỡng, không chỉ giành giải cao trong các cuộc thi tay nghề mà còn chinh phục đông đảo thực khách gần xa. Hải Phòng là địa phương có nét văn hóa ẩm thực khá đặc biệt, mang đậm phong cách biển. Nói đến món ăn Hải Phòng, có thể dễ dàng kể ra khá nhiều, từ những món bình dân như bánh đa cua, bánh mì cay, sủi dìn đến những món ăn cao cấp hơn như chả nem, cua bể, ba ba hấp lá sen, tôm hùm và rất nhiều những món ăn hải sản khác. Có thể nói ẩm thực Hải Phòng rất phong phú đa dạng
và phù hợp với tất cả mọi người. Trong văn hóa ẩm thực, cách chế biến rất quan trọng và chịu tác động nhiều của phong cách sống. Với ưu thế về điều kiện tự nhiên cộng với tính cách phóng khoáng của người miền biển, các món ăn Hải Phòng đều có một sắc thái và hương vị riêng, đậm đà và khó quên. Hầu hết những ai đã từng thưởng thức món ăn của Hải Phòng đều nói rằng món ăn của Hải Phòng rất hấp dẫn. Không phải ngẫu nhiên, người Hải Phòng khi đi xa trở về đều muốn tìm đến những món ăn đã góp phần không nhỏ làm nên nỗi nhớ quê của mình. Dù khách phương xa cũng thường để lại lời khen tấm tắc và mang theo những hương vị ẩm thực gợi nhắc hai tiếng Hải Phòng, nơi mà họ đã từng đến và có những trải nghiệm thú vị. Thông qua những món ngon Hải Phòng, du khách sẽ luôn nhớ về vị mặn mòi, phóng khoáng và đầy sáng tạo của người miền biển. Món ngon Hải Phòng chính là một thứ gia vị không thể thiếu của du lịch thành phố. Và đây cũng là một trong những yếu tố đang được các đầu bếp Hải Phòng chuẩn bị chu đáo, hướng đến phục vụ các du khách về với Hải Phòng trong dịp lễ hội Hoa Phượng Đỏ và mùa du lịch hè 2018 sắp tới. Vâng, mong rằng qua những thông tin mà chương trình vừa cung cấp, quý vị và các bạn sẽ lựa chọn được những món ăn ngon để thưởng thức cùng gia đình và người thân trong dịp nghỉ lễ. Đến đây, chương trình 10 phút vàng hôm nay xin được tạm dừng. Hy vọng chương trình đã đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích. Quý vị muốn cung cấp thông tin hoặc có nhu cầu quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xin mời liên hệ với chương trình theo địa chỉ email 10phutvang@thp.vn và xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng thp.vn. Chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ thật vui và ý nghĩa bên gia đình. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền hân hạnh đồng hành cùng chương trình.